Chào mọi người. Thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành cho trùng ăn phụ phẩm nha đam. Phụ phẩm ở đây là những cái phần thịt thừa bị hư, bị lỗi của nhà máy, họ bỏ đi. Chúng tôi sẽ tận dụng nó để làm thức ăn nuôi trùng ha. Ngoài ra thì cái lượng phụ phẩm nông nghiệp từ nhà đam này, từ nhà máy, chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để chế biến sản xuất cái chế phẩm sinh học, cái enzyme rác từ nhà đam hay còn gọi là gỉ nhà đam. Thì để thuận lợi cho mọi người theo dõi hành trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại trang trại Nắng và Gió, cụ thể là dự án GC Plus 2023, thì hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video để tiếp tục cho mọi người xem cái kỹ thuật cho ăn bằng cái phụ phẩm nha đam này. Và ban ngày mai tôi sẽ làm tiếp tục một clip nữa để cho mọi người xem thử là trùng có lên ăn mạnh hay không. Thì nếu như mọi người có xem qua những cái video trước thì chúng ta có thể thấy rằng trùng rất là phái cái nha đam. Thứ nhất, nó có độ nhớt, độ nhờn, độ ẩm cao, thích hợp cho cái da của trùng. Trùng sẽ nấp ở dưới và nó ăn cái phụ phẩm nha đam. Thứ hai thì cái phần thịt nha đam thì nó rất là lành tính, nó không có đáng nha mọi người. Thì nó rất là tốt để cho trùng nó ăn và phát triển, để như sinh sản và tăng mật độ dân số của cái quần thể trùng có trong cái luống nuôi. Và nhiều yếu tố khác thì hôm nay tôi sẽ làm cận cảnh cái video để cho mọi người hình dung ha. Rồi, chúng ta sẽ xem ăn kỹ thuật này cho trùng ăn nha đam nha mọi người ha. Đấy. Nha đam phần thịt thừa bỏ đi á, chúng ta sẽ cho ăn và cạo như thế này. Đó. Bản thân cái nha đam thì có rất là nhiều độ ẩm và dinh dưỡng, phần thịt nha đam thì không có đáng nha mọi người, trùng nó rất là khoái. Nha đam này cũng là một cái nguồn nguyên liệu chúng ta có thể nuôi trùng sạch, nuôi trong khay á, làm thức cái thức ăn là cái nguồn phụ phẩm nha đam này. Cho ăn vệt cách vệt giống y chang là chúng ta cho ăn phần phân bò vậy. Đầu sốt miếng nha đam cho bá vậy. Và ngày mai tôi sẽ làm tiếp một cái video nữa cho mọi người xem ha. Đó, cho ăn vợt cách vợt như thế này. Một bao chắc được 3 đường không ta? Chắc được đó ha. Một bao lưng lưng ít ít từ nhà máy thải bỏ đi, chúng tôi sẽ tận dụng và cho ăn chắc cũng được 3 vệt như thế này. Cũng gọn chứ, cào nó cũng chạy ngon lành chứ. Tưởng lá đồ nó sần sùi này nọ chứ. Rồi, tôi sẽ kiểm tra thử cái mật độ sinh khối trong cái luống này thì nó nhiều hay dày ha. Đây, đây là mật độ sinh khối trùng bố mẹ nha mọi người, trùng giống nha. Hỗn hợp mà tôi đang cầm trên tay là sinh khối trùng giống. Gồm có trùng bố mẹ, trùng con, trùng ông, trùng bà, phân trùng quế, kén trùng. Đấy. Chúng ta sẽ mua cái này về nuôi để xử lý rác hữu cơ, rác gia đình. Hoặc là xử lý chuồng bò, chuồng heo mà chúng ta nuôi tại gia đình ha. Đó là một tiểu mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại gia đình. Chuồng trùng quế hoặc là vườn ao chuồng trùng quế. Ồ, một bao được 4 vệt cũng được. Cái bao sau khi mà cho trùng ăn cái nha đam xong thì chúng ta sẽ tái sử dụng để làm mà đựng phân ha. Tận dụng được gì chúng ta cứ tận dụng hết, bởi vì nông nghiệp tuần hoàn mà tất cả những thứ bỏ đi đều có thể sử dụng được. Chúng ta tận dụng để gia tăng tối đa cái tuổi thọ của cái sản phẩm nông nghiệp trong cái chuỗi sản xuất, đến khi mà chúng ta tận dụng để làm phân bón. Đấy. Sau khi cho ăn xong thì chúng ta sẽ lấy lưỡi lan này phủ trên mặt để tạo một cái độ tối để trùng nó lên nó ăn mạnh hơn ha mọi người ha. Trung bình một bao như vậy là chúng ta đang cũng gần một ô, một bao khoảng đưa 4 vệt gần một ô. Thì trong quá trình xem video này thì tôi sẽ nói một chút về kỹ thuật nuôi trùng quế cho mọi người nắm bắt luôn.
Thì nhiều người hỏi tôi trùng quế tuổi thọ nó bao lâu thì nó chết. Thì tôi xin trả lời là tuổi thọ nó cũng tầm từ 6 tháng đến 2 năm, tùy vào điều kiện môi trường thuận lợi tối ưu hay là bất lợi. Có một số trường hợp quá bất lợi thì nó phải chết ngay lập tức, thì cái đó thì tôi không nói ha. Còn nếu trong môi trường điều kiện khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nguồn thức ăn dồi dào tốt thì nó có thể sống lên đến 2 năm. Và có một số giống trùng lớn, ví dụ trùng Giant Worm ở đảo Greenland, Úc thì nó có thể dài đến 2 mét và nặng đến khoảng tầm 2 kg. Đấy, trùng đó là trùng khổng lồ. Và năng suất của cái việc nuôi trùng quế này là bao nhiêu? Thì cái sản phẩm chính của cái nghề nuôi trùng quế này là hai sản phẩm. Thứ nhất đó là phân trùng, thứ hai là trùng thịt. Thì phân trùng thì trong thời gian từ 4 tháng trở lên, nói chung là nuôi càng lâu thì chúng ta càng thu được nhiều trùng phân trùng. Thì cứ 100 mét vuông diện tích nuôi trùng trung bình nha. Trung bình tối thiểu chúng ta có thể thu được từ 6 đến 15 tấn phân trùng quế tươi, độ ẩm từ 80 đến 85%. Còn đối với cái trùng thịt thì trong 100 mét vuông sau 2 tháng nuôi kể từ khi thả giống thì chúng ta có thể thu từ 50 đến 150 kg trùng thịt trong 100 mét vuông. Cá biệt có một số nơi thu đến gần 200 kg ha. Thì đối với cái sản lượng mà 200 kg trùng cho 100 mét vuông á, thì có thể đó là cái giống trùng ANC, trùng châu Phi á, trùng đó trùng to như cái đũa thì năng suất nó rất là cao, mật độ dày. Tuy nhiên cái nhược điểm của con trùng to này thì nó là rất kén cái môi trường và dễ bị chết khi mà tác động môi trường bất lợi. Về sản phẩm giá trị gia tăng của ngành trùng thì chúng ta sẽ có thêm những cái sản phẩm khác, như là từ con trùng chúng ta sẽ chế biến thành dịch trùng quế cho cầm trọt, tức là phân bón lá dạng lỏng phun xịt cho cây. Thứ hai đó là dịch trùng quế cho chăn nuôi, tức là dinh dưỡng sinh học dành cho vật nuôi để chúng ăn và uống trong cái vấn đề bổ sung. Thứ ba đó là cám trùng quế, chúng tôi sẽ phơi khô trùng nghiền thành bột và phối trộn với rau củ quả bắp vân vân để làm cám dạng viên cho tôm cá gà lươn ăn. Và cao cấp nhất của cái mảng trùng đó là mỹ phẩm từ con trùng quế. Thì nếu như mọi người biết ở Pháp người ta dùng ốc sên để nuôi làm mỹ phẩm, thì ở Việt Nam mình cũng có thể tận dụng cái nguồn trùng thịt này nuôi bằng những cái nguồn thực phẩm sạch, cám, rau củ quả hoặc là cái nguồn phụ phẩm nha đam này, để có một cái nguồn trùng thịt sạch. Chúng ta tách chiết chất nhờn từ dây da của trùng nó tiết ra để chúng ta có thể thu làm nguyên liệu để chế biến thành mỹ phẩm ha. Và cái sản phẩm phân trùng thì đương nhiên chúng ta có thể sử dụng nó để bón trực tiếp cho cây trồng. Và ngoài ra chúng ta có thể giá trị gia tăng bằng cách đó là bổ sung giảm ẩm, sàn mịn và nén viên. Chúng ta sẽ có một cái loại phân trùng quế, phân hữu cơ, vi sinh, nén viên tăng chậm cao cấp dành cho thị trường cây cảnh và bonsai ha mọi người ha. Đó là một số thông tin cơ bản của cái ngành trùng và những sản phẩm của nó trong nông nghiệp. Đặc biệt đối với môi trường thì trùng quế cũng rất là quan trọng, bởi vì nó giúp xử lý chất thải ô nhiễm, chất hữu cơ, những cái chất thải cặn bã để làm phân bón rất là tốt nha mọi người. Thì trong quá trình xem video thì mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì xin hãy mạnh dạn đặt câu hỏi bên dưới cái video này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trao đổi và chia sẻ những kiến thức trong hết khả năng của mình, để cho mọi người hiểu hơn về cái vai trò lợi ích của côn trùng quế đối với nông nghiệp nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng. Và nếu như mọi người có nhu cầu tư vấn sâu hơn hoặc là mua những cái sản phẩm về trùng quế thì xin hãy liên hệ với dự án GC Plus tại trang trại Nắng và Gió Ninh Thuận. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn và cung cấp những cái dịch vụ sản phẩm tốt nhất với giá thành tốt nhất để cho tất cả mọi người trên dải đất hình chữ S Việt Nam chúng ta có thể sử dụng hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển cái nền nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, nền nông nghiệp bền vững, an toàn với môi trường, thân thiện với sức khỏe. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái chuỗi video tiếp theo của nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Và nếu như mọi người cảm thấy thích và hứng thú với những video tương tự về mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, vườn ao chuồng trùng quế, thì xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và subscribe, chia sẻ những cái video này để cho chúng ta cùng nhau giao lưu kết nối. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.